Dạ ủa đi đâu? Buồn đi. Nếu được nộp sống. Có kêu mẹ kêu mẹ. DJI Mi Pocket. Lý, cái nào chắc. Tại sao hậu nó. Này, này đi giao đi nhỉ? Sao hậu? Mà có GoPro. Ồ. Mà dạng GoPro, GoPro. Xây dựng GoPro không đi. Có những người thay con lưu dầu kia nó hậu này nói như lọc à. Hay đấy. Thì nó sẽ hay được kỷ lục chỉ cái chỉ là dùng cái để kỷ lục chỉ cái. À. Xe sang ngủ. Kỷ lục à. Cố đi hành xe kỷ lục gì một ta. Thay mộng này thay. Khi dạ mua vài cho mấy nhẹ kỷ lục vài cho kỷ lục cái mua xì cua chứ. Hay. Mua vài cho kỷ lục mấy nhẹ. Sao hả? Có nha, có nha. Đấy à. Cảo chùa. Có lòng này, có lòng. Lăng sầu si cái à, đâu đâu quan chịu, quỳ đâu cái này mình mấy nhà nó sầu, sầu phát lại, ơi, nhà này có này cái đi phong hiểm phùng à, không phải đánh thái trận, đánh trận thì ủi đi đi chạy, nếu đánh thái trận đối cái đi mấy chiến hiệu nhà con à, không tốt cái này, cấm à, lão cái điện quang cái điện, mày chơi xe thì cấm chơi phù chứ mày. Sắc cái màng vậy mà nhà mua có mãi chui xe mà không? Ủa, hồi chiều được tàu hỏng à? Hồi xe đâu? Hồi xe nữa, hồi xe tàu hỏng rồi. Nếu mà CQ á? Hay á? CQ nên cháu ý kiến cao lồng đó lắm. Ủa, mất xe đi? Mất xe. Ủa, hồi xíu coi được cái gì? Này này có lấy sao này tàu hỏng rồi này hả? Thì có lấy sao nhà tàu hỏng hay á? Ôi tàu hỏng luôn. Thì có lấy tàu hỏng không? Tất nhà mà mở cái địa phương thành chế gì? Cái tàu hỏng. Hay sao? Mà cái chơi hủy hủy cho tao tiền. Hả? Hủy hủy cho tao tiền. Hủy tao tiền? Hủy tao tiền mà. Hay. Tiếng Nga hơi cảm đó tiếng Nga. Họ hơi cảm một lùi có cái tiếng. Đúng rồi, tắm cháu con ha. Còn đi cháu xuất tạm mà lâu lắm. Thì hơi thành cái tôi là họ, có những mùi tình 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 tình. Sắp mình hơi gì thành quá. Hả? Thành có nhà tao quá, thằng ạ. Ủa ta? Còn đi xin nghề. Ủa hơi là gì thành chế quá. Hai lẽ gì à? Cầm chỉ là gì thằng chứ? Cầm à? À, ngoài trời sẽ giao thông làm view cả. Có này giàu phát triển đầu tiên đó. Chả đi bị cho nó gì đâu. Hai cùng hả? Ba đầu đây nữa. Xem xe xe à. Cái bao mà gì sao kìa. Có gì đó. Ê, hôm nay ở đây là thành à. Sì kì đó. Sì kì đây là đó, đúng không? Ừ. Là ngà linh gì đấy. Đi đi con này chứ nó kêu thảo á. Mù gói đi đó. Ồ. Đi vào. Tinh số. Tàu phong. Đấy kìa. Tàu phong nhậu lo. Đấy. Tàu phong nhậu. Xin bảo trì chủ lưu trí xình. Dấu dỗ chơ sân chơ đạo. Hồng lưu đăng trí xình, dẫu yêu thơ lạng trở đạo, 300 mì trụ, yếu trọng hồng đăng hai trọ. Tôi có một lấy chế, có lấy, yếu thơ phương chẳng.
菜，有嗰啲上網買嗰啲平宜嗰啲件啊，好平嘅啫。哦，佢自己睇噶？佢幫你睇啊？唔係啩？即係嗰啲件啊。馬上你的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 你先靠右前方，请走最右侧车道，随后向右前方，即将靠右前方。靠右前方，然后马上向右前方。导航都是方便的，在广州没有导航，你又没有多少路识路的。向右前方进入番禺大道北。番禺大道北。对了。啊？对了。440米后靠左前方，往莲花大道大北路方向，350米处有违章拍照。你就这么看啊？安心刹车，估计好远的。280米后靠左前方，请走左侧两车道。好硬又一声，我嗰啲都未累过。啊？即将靠左前方。靠左前方。加下右边人咯，啊，右边人，系咯，加右边人随便开啦，系啊，哎呀，诶，讲年就讲好多时间，最爽就加下开车，靠左直行上坡，请走左侧两车道。即将靠左直行，靠左直行上坡，请沿当前道路继续行驶3公里。哎，刚刚路咁畅通，下班就多谢啦，你下啲路就下班。哇，呢个秋名山。那些豆腐佬是吗？没事没事，你那些豆腐佬是周边人啊，哎，有车挡不会逼公交逼你啊，你有车挡一点得闲你都要买一部。你有公寓好讲，我有公寓好讲，我买车不方便。哎，冇一定喎，你買個電車佢可以直接上牌。嗰個係電車，梗係冇平喎，電車可以10幾萬，10幾萬最平。好似係電車貴少少啊，比油車貴。電車冇保值。嗯，係。油車可能開幾開多幾年，佢都可以買10萬。油車比較保值㗎嚇。係。油其實都係傳統啊，呢幾年嚟。油车发展几百年，你喺电车发展10年，几年仔有冇超越油车？冇可能啊！用镜头拍照，应该唔会。哇！嗰啲人直接开车都飞嘅啫，非常快啊！
么严重的事吗？即将靠右前方，当前时速40，限速40。前方红绿灯直行，所有车道都可通行。150米处有闯红灯拍照，250米处有违章拍照。你家租呢几钱啊？你啊？好平，$88。一套楼啊？一房两房一厅。两房一厅啊？两房一厅，啱啱啫。米处有违章拍照，请系好安全带。这个你知吗？我其实真这个你知。系。如果你签名咩？系，肯定成张签签八百蚊。师傅指师傅嘅咩？消费又平。消费系正常消费啊，广州最低消费水平。我好似好平咧，两个房间好平真系。如果你如果天河嗰边好，就唔止啦。天河可能要1500蚊，可能千五两千蚊。系。你嘅住嗰啲诶，成两千嘅两房好大。系。一般人嚟嘅，一个单身住嘅话，好多人都选择单间啊，或者一房一厅嗰啲咯。冇，住得比较压抑啲啊。系咧，系。比较细啊，活动空间比较细。平啊，冇辦法啦，係咪咯？咁樣啊，啊，特斯拉，嗯，係啊，整部咯，抵嘅咯，買部冇，去問啊，買有冇折扣？人情咩？買部特斯拉有咩全部都買。Model Y 都好靚哦，佢好似降到30噶嘛，30万，拉都係貴，都係貴。你有幾多人？一攞拉萬幾七都唔錯啦，30万，食飛咩咁？
这些车都黏啲啊。灰幾部車嘅西藏係嘛？慣嘅係嘛？幾熟啊？你講得閒，直行通過第一個紅綠燈，300米處有闖紅燈拍照。平時你過年放幾日假，一般都冇開啲咩喺度。嗯，太少啦，假。係啊，除非辭職考慮嘅時候。前方在红绿灯路口左转，请走左侧两车道。一路影影像啊！你讲嘢，你几耐想冲冲几点啊？嗯？几耐冲几点？即将左转。好似系睇你点用。你平时灰车都放？如果灰车放。你下樓就冇放咩？持續一直持續，可能兩個鐘嘅冇電。你講嘢都電池比較低。嗯。DJI 大疆。仲有無人機。無人機。左轉，進入光明北路。90米后到达目的地，250米处有限速拍照，限速40。300米处有违章拍照。我呢先来上嘅。啊？我呢升去中学。当前时速31。限速40。嗯，那边。嗯。我正好。就近放下得咯，等阵你近。啊？等阵你用移动车，你又逛下啦。嗯。呢度都有地铁站啊。啊，你方便人哋放下啦。接近目的地，目的地附近有禁止停车拍照。请寻找附近的停车场。哦，嗰啲应该可以停啦，系嘛？嗰度可以停咩？嗯，已经有人停啦。好。到达目的地市桥地铁站附近，位于道路左侧。导航结束啦。呢度。期待下次再见。你放下我行过得。等阵啊。不行啊。走啊，嗯，走啊，嗯，走。附近停车位紧张，推荐点击屏幕下方停车助手，查找更多停车场。小度，小度，在哪？导航到蔡山村委会。已为您规划到蔡山村委会的驾车路线，位于大木房上街八巷附近，全程4.1公里，大约13分钟。
处有连续违章拍照，请系好安全带。直行通过当前路口后，马上右转，靠右，进入右转专用道，右转，请走最右侧车道。前方进入施工路段，请按实际道路行驶。前方在红绿灯路口左转，进入光明北路，往星光快速广州方向，300米处有闯红灯拍照。
即将右转。在斑马线处右转，然后请保持左侧主路行驶。请保持左侧主路行驶，走左侧两车道，请保持左侧行驶。